Quý vị chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong giao dịch và đầu tư chứng khoán, việc phát hiện tín hiệu giao dịch một cách chính xác sẽ giúp các nhà đầu tư có được thương vụ mua bán thành công. Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng có thể xác định đúng đâu là tín hiệu tốt để mua vào. Chính vì vậy, việc phân biệt tín hiệu giao dịch và tín hiệu giá sai cũng như cách phòng tránh nó là vô cùng quan trọng. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tín hiệu giao dịch. Tín hiệu giao dịch là một sự kích hoạt lệnh mua hoặc bán một chứng khoán hay tài sản phát sinh từ việc phân tích. Sự phân tích này có thể từ việc sử dụng phân tích kỹ thuật của con người. Mục đích chung của tín hiệu giao dịch là cung cấp cho nhà đầu tư và người giao dịch một phương pháp có tính hệ thống, loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm xúc ra khỏi quyết định mua bán một loạt chứng khoán hay tài sản nào đó. 2. Tín hiệu giá sai là gì? Tín hiệu giá sai trong phần phân tích kỹ thuật là một tín hiệu giá thể hiện sự biến động của một tài sản trong tương lai nhưng không chính xác với thực tế. Tín hiệu giá sai bắt nguồn từ các yếu tố như độ trễ thời gian hoặc là các sai sót trong thuật toán được sử dụng để tính toán chỉ báo. Giao dịch với các tín hiệu giá sai có thể khiến các nhà đầu tư có những quyết định sai lầm. Chính vì thế, điều quan trọng nhất đối với các nhà phân tích kỹ thuật là nắm rõ các chỉ báo kỹ thuật và kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật lại khác nhau để tìm ra các tín hiệu giá sai. 3. Là cách phòng tránh tín hiệu giá sai. Loại bỏ độ nhiễu khỏi biểu đồ sẽ giúp các nhà giao dịch xác định tốt hơn các yếu tố thực sự đang điều khiển một xu hướng và tránh các thị trường làm ảnh hưởng tới tín hiệu giao dịch. Phương pháp mà các nhà giao dịch thường sử dụng là lấy giá trị trung bình của các nến trên biểu đồ. Chỉ sử dụng các mức trung bình sẽ loại bỏ các dao động trong ngày và các thay đổi theo xu hướng trong ngắn hạn, tạo ra một hình ảnh rõ ràng hơn về xu hướng giá chung. Các phương pháp biểu đồ hóa khác chỉ hiển thị các động thái thay đổi xu hướng thực tế và bỏ qua tất cả các dữ liệu giá khác cũng có thể được sử dụng. Một phương pháp biểu đồ khử độ nhiễu tốt khác là biểu đồ Hacking Ashi. Phương pháp này biến các biểu đồ nến đơn giản thành các biểu đồ dễ dàng xác nhận các xu hướng và biến động giá cả. Bằng cách sử dụng nhiều chỉ báo và biểu đồ để loại bỏ độ nhiễu, các nhà giao dịch sẽ có thể phát hiện các tín hiệu giá sai hiệu quả hơn. Vừa rồi là cách nhận biết tín hiệu giao dịch và hiệu giá sai. Hy vọng rằng qua bài học này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn, giúp các bạn tránh được những quyết định sai lầm và thua lỗ. Xin chào và hẹn gặp lại!